Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Vibilac, được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm Nha Trang. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Vibilac cũng như cách sử dụng thuốc, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Lactobacillus acidophilus Lactobacillus sporogens Lactobacillus kefher Thiamin nitrat, vitamin B1 Riboflavin, vitamin B2, pyridoxine hydrochloride, vitamin B6, nicotinamide, vitamin PP, tá dược, lạc tô, hương liệu vừa đủ. Công dụng, chỉ định. Thuốc được sử dụng cho bệnh nhân. Dự phòng và điều trị các rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, khó tiêu và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt dự phòng và điều trị các rối loạn tiêu hóa do dùng kháng sinh giúp trẻ sơ sinh tiêu hóa sữa dễ dàng. Cách dùng, liều dùng. Người lớn, 2 đến 4 viên mỗi ngày chia 2 lần. Trẻ em, 1 đến 2 viên mỗi ngày chia 2 lần. Có thể dùng duy trì trong 1 đến 2 tuần. Uống với nước đun sôi để nguội, không hòa tan thuốc với nước nóng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Vibilac đồng thời biết cách sử dụng vi sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.